Chào các bạn, mình là Lộc, mình là kỹ thuật viên của công ty âm thanh Trung Chính. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối bộ mic không dây của toa, bộ thu VKT5805, bộ phát VKM5325 kèm với mic cài đầu VKH4000H. Trên tay tôi là bộ thu. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối bộ thu này vào âm ly. Bước thứ nhất là các bạn sẽ phải cắm nguồn cho thiết bị. Và các bạn phải bật nguồn xem có lên điện không. Tôi đã bật nguồn. Bước tiếp theo các bạn sẽ cắm dây kết nối vào âm ly. Thì các bạn xem là trên đây sẽ có hai cổng. Nếu các bạn cắm vào cổng Canon thì các bạn sẽ gẩy cái nút này về phía mic. Các bạn cắm vào 6 ly sẽ gẩy cái nút chuyển đổi này về phía 6 ly. Tiếp theo ta sẽ cắm kết nối vào thiết bị. Tiếp theo, ta sẽ lắp pin cho bộ phát 5325. Chúng ta thấy có cực âm và cực dương. Lắp đúng chiều. Sau khi lắp pin, người ta sẽ cắm mic vào và vặn chặt. Sau đó ta sẽ bật nguồn lên. Sau khi bật nguồn của mic, nếu đèn của bộ thu A hoặc B sáng thì như vậy là hai thiết bị đã nhận nhau. Sau khi kết nối xong, chúng ta cùng thử mic. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5. Alo, 5, 4, 3, 2, 1. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh tần số. Hiện nay các bạn đang nhìn thấy bộ thu và bộ phát. Trên bộ thu hiển thị B1, tức là banh 1, cùng với tần số của banh 1 ở trên bộ phát. Số 0, tức là channel, là kênh. Thì các bạn thấy trên bộ phát này sẽ cùng với kênh 0. Như vậy là hai bộ thu này đang cùng một tần số rồi. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh sang một tần số khác. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh tần số ở trên bộ thu trước. Các bạn đang nhìn thấy đây có up, set và down. Thì tôi sẽ giữ nút set này trong vòng 3 giây. Màn hình đang hiển thị chữ set channel, tức là các bạn sẽ chuyển kênh ở trên cái thiết bị này. Các bạn ấn vào set, tức là kênh bằng và không là các bạn đang chọn kênh không. Ví dụ các bạn sẽ chuyển ra một tần số khác, kênh 1, kênh 2, và sẽ có rất nhiều kênh. Ví dụ tôi sẽ để ở kênh 2, thì tí nữa bộ thu tôi sẽ điều chỉnh trên kênh 2. Và các bạn ấn vào set để sang một tần số khác. Trở về channel, các bạn sẽ di chuyển down hoặc up. Yes, it là thoát. Các bạn sẽ di chuyển về set banh, tức là các bạn sẽ điều chỉnh ở tần số trên cách banh của bộ thu cũng như bộ phát. Tôi sẽ ấn vào chữ set. Ở đây đang hiển thị là số bằng 1, tức là các bạn đang chọn banh 1. Tôi sẽ di chuyển tiếp. Đây tức là banh 2. Ví dụ tôi sẽ chuyển về banh 1 để các bạn sẽ lựa chọn là banh 1. Chúng tôi sẽ ấn chữ set và thoát ra. Như các bạn đang thấy màn hình hiển thị là B1 và -2. B1 tức là banh 1, tôi đang lựa chọn là banh 1, và -2 tức là các bạn lựa chọn kênh 2, tức là phần channel đấy. Như các bạn đang nhìn thấy bộ thu là B1 tức là banh 1 thì sẽ cùng với banh 1 của bộ phát. Channel thì đang ở 0, nhưng channel đây là đang ở trên bộ thu là 2. Các bạn sẽ phải quay bộ phát về số 2 để cho nó cùng tần số. Tôi sẽ quay về số 2. Sau khi đã quay bộ phát về số 2, ta sẽ kiểm tra lại, ta sẽ bật nguồn lên. Như các bạn đã nhìn thấy, đèn của kênh A hoặc kênh B sáng thì thiết bị đã nhận nhau. Như vậy là ta đã set xong tần số. Sau đây là một số lưu ý khi các bạn điều chỉnh micro không dây.
Thứ nhất, chúng ta phải điều chỉnh tần số của bộ thu và bộ phát phải giống nhau. Thứ hai là chúng ta chỉnh âm lượng. Tùy từng phòng chúng ta to, cho to nhỏ không có nó sẽ bị gây ra tiếng hú. Và cái thứ ba là các bạn khi không sử dụng micro nữa thì nhớ tháo pin ra. Mình vừa hướng dẫn các bạn kết nối bộ thu VKT5805, bộ phát VKM5325 kèm với mic cài đầu VKH4000H. Chúc các bạn thành công. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.